Trong cái phần giới này thì chúng tôi có đưa ra nhiều cái tiêu đề, ví dụ như ý nghĩa về giới, phân loại giới, cái lợi ích của giới. Cái sự nguy hại của giới ngoại. Và đưa đến cái pháp mà dẫn đến cái sự thanh tịnh giới là 13 và Bồ Đà. Chỉ chừng đó thôi, chúng ta đã tóm lược cái hai cái chương đầu của thân tình đạo trong số 23 chương. Thì ở trong phần giới đó, chúng ta vẫn hiểu được ý nghĩa giới là gì khi mà chúng ta đọc và chúng ta học qua cái Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh trong cái lớp Phật Pháp Bốn Thất Thập Mát. Nhưng ở đây cái cách giải thích của Ngài Bốn Thất Vô Sát thì có phần chi tiết hơn. Nên đó xem như là một giáo trình học. Để chúng ta nắm rõ cái ý nghĩa này, chúng ta thực hành chu đáo một chút. Bây giờ chúng ta học với phần sĩ minh giới, gọi là sila ni đi sát, tức là chúng ta giải thích tất cả những gì liên quan đến giới trong tâm học hay là tăng thượng giới, hay cái sila. Trong phần sĩ minh giới thì chúng ta nói đến là sila tháp, sila thô, ý nghĩa của giới. Cái danh từ gọi là sila đó giới có nghĩa là cái sự cấu trúc, gọi là sila nát thô, Silanat và Atho. Silanat Atho cấu trúc ở đây tức là giữ gìn cho thân khẩu ý không cho hư hỏng, hoặc giữ gìn cẩn thận các thiện pháp được duy trì. Và Ngài Bố Thích Cô Sáng cũng có đưa ra những ý kiến của các vị giáo thọ sư Acharya khác giải thích. Thì từ cái chỗ mà chữ si lá đó, các vị mỗi một vị giải thích có vị nói giới si lá là nó xuất phát từ cái chữ si rá,
vì giới là một phẩm hạnh như một cái mạng sống. Một người không thể sống nếu mất cái đầu. Cho nên vị giáo thọ này dùng cái từ si sát để định nghĩa cho giới. Đây là điều mà chúng ta chú ý. Chúng ta cần phải hiểu rằng giới luật của Đức Phật nó là mạng mạch của giáo pháp. Vì giới luật là cội rễ của giáo pháp. Nó cũng ví như cái cội cây. Một cái cây cổ thụ có thân to, có tàn nhánh, có tàn lá. Che phủ trên mặt đất. Nếu như cái thân cây cổ thụ đó mà không có cái bộ rễ chắc chắn, kiên cố, rễ ăn sâu xuống đất và ăn tỏa ra chung quanh, thì cái cội cây này nó sẽ bị xô ngã, bị trót gốc và sẽ bị chết. Cho nên chúng ta phải hiểu giới cũng giống như là cái gốc rễ, là cái thọ mạng của giáo pháp. Và do đó vị giáo thọ này mới định nghĩa cái chữ giới là chữ Sira. Có vị giáo thọ khác đã giải thích giới Sila có nghĩa là cái đỉnh đầu, Sisat. Thù. Khi mà chúng ta đứng, cái thân của chúng ta thì cái đỉnh đầu là cái chỗ cao nhất của thân thể, cái điểm cao nhất của thân thể. Và giới có ý nghĩa là đỉnh cao nhất của phẩm hạnh. Điều này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết trong tám cái pháp Adi Brahma Charya, tức là trong cái tầng tám cái pháp của sơ phẩm hạnh, nghĩa là giới nó trở thành một cái thiện pháp cao nhất khi mà người bước đầu vào tu tập. Nếu mà bắt đầu tu tập mà không có giới thì xem như là chưa tu tập được gì cả. Một cái ý nghĩa khác, một vị giáo thọ giải thích giới Sila có nghĩa là sự mát mẻ. Vì lấy từ cái chữ Sila, bởi vì giới làm tiêu tan trạng thái nóng nảy, hối hận, mặc cảm, tội lỗi. Thường thì khi mà cái cơ thể một con người đó, nó bị nhiệt, bị nóng, thì người ta phải dùng đến các loại thức ăn có cái tính hàn
tính mát, tính lương, ăn vào để cho cơ thể nó trở nên mát mẻ. Hay là khi mà chúng ta khát nước, cái cơ thể rất là khó chịu thì phải uống nước cho nó dễ khát. Cũng vậy, nếu một con người sống mà không có giữ giới đó, họ chỉ là làm những cái tội lỗi về thân như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đần, đập thọc, nói ác, nói vô ích. Chính do thân khổ ác mình bị đó, khiến cho này cái tâm nóng nảy, bất an. Và điều này Đức Thế Tôn đã thuyết ở trong bộ kinh, bài kinh Balabhanitasutta, Ngài nói rằng là đối với kẻ ác, khi họ hành động thì hành động với thân ác hạnh, khi họ nói thì nói với khẩu ác hạnh, khi họ suy nghĩ với ý ác hạnh. Và khi một người ác mà họ làm cái thân khẩu ý ác ác hạnh thì người đó họ bị cái quả báo. Thứ nhất là khi họ nằm hay họ ngồi ở đâu, có tâm tư họ bị đè nặng bởi mặc cảm, cái tội lỗi do cái tâm hối. Quên hôm nấp lo sợ cũng giống như một người mà họ ngồi ở một chỗ mà phía trên đầu của họ cái kèo hay cái đồng tay nó sắp mục, nó sắp rớt xuống. Hoặc là khi mà có cái vật gì họ treo lơ lửng ở phía trên chỗ ngồi, vật nặng như một tảng đá chẳng hạn, bằng một sợi dây yếu ớt, thì người này khi mà nằm không có yên, chúng tôi thường có cái suy nghĩ, ví dụ như ở những cái chỗ mà tăng xá, cư xá mà kê gác tạm đó, rồi ở phía dưới gác tạm đó là một chiếc giường cho một người nằm, bộ vị thì kheo gì chẳng hạn, thì thời Đức Phật đã xảy ra cái sự kiện khi một kheo ngồi ở trên cái gác tạm đó, nằm ở trên gác tạm đó, vì đó sơ ý ngồi sức mạnh chân, ngồi sức mạnh hay là đi dẫm đạp mạnh, hoặc là chiếc ghế bị đồ đạc đó sơ ý thì nó rớt xuống phía dưới, cái người bị tỳ kheo ngồi ở dưới bị lỗ đầu chảy máu được. Lúc mà vị tỳ kheo nằm ngồi trên gác tạm mà cái chỗ không có chắc chắn, thì như vậy ở đây cái người làm ác là họ luôn luôn họ bị mặc cảm cái tội lỗi, họ đứng ngồi không có yên, giường nệm hay ghế nệm được trải bằng cái tấm thảm nhung họ cũng không có yên được. Thì bây giờ nếu mà muốn giải tỏa cái nhiệt não đó thì phải dùng một cái thứ nước gọi là giới. Cho nên khi mà người giữ giới thanh tịnh trong sạch thì người này luôn luôn sống trong cái trạng thái tâm mát mẻ. Bởi thế chúng ta cũng nên hiểu thêm một điều này nữa là những ai mà họ
họ giữ giới mà họ bị nóng nảy với giới, rõ ràng là người đó chưa hiểu gì giới và họ thực hành sai. Cũng như khi mà uống thuốc để trị bệnh, uống vào thì cái bệnh nó thuyên giảm, cái cảm giác nóng do bệnh nó hoành hành thì uống thuốc ra thì nó, lẽ ra là nó phải tiêu trừ giảm bớt hoặc đi đến chỗ bình phục, nhưng mà đằng này uống thuốc vào mà họ bị co giật hay là ói mửa thì như vậy thuốc đó nó không thích hợp cho người đó, hoặc là người đó uống sai lầm không có theo sự hướng dẫn của liều thuốc, bởi vậy nó mới có cái tác, nó phản tác dụng. Người mà giữ giới thuộc về giới cấm thủ á, tức là giới mà có cái tà kiến, do tà kiến nghĩ ra cái giới hạn đó, cái giới cấm đó, rồi cái giữ làm cho tự mình nóng nảy và làm cho người khác nóng nảy, như là các vị Bà La Môn mà họ tới cái ngày trai giới, họ ăn chay đất, dùng đất sét pha nước, đất xanh trắng, họ quậy sệt lên rồi họ thoa cùng mặt mày, họ đánh dấu. Và vì họ là những vị Bà La Môn cái giai cấp thứ hai ở trong xã hội, được vua trọng vọng, cho nên họ có quyền bính tay, họ mới điều khiển miếng cưỡi người giữ giới của mình. Khi mà mình giữ giới, giới mát mẻ, hồi sáng này đó thưa quý vị, khi mà chúng tôi ra ngoài, ra đến chùa của Thượng Tọa Hợp Đăng, trong lúc mình đang chờ đợi tới giờ để thuyết pháp, lúc đó có một vị tỳ kheo đến hỏi chúng tôi. Vị đó cảm thấy ai nấy khó chịu, làm sao mà để biết được cái giờ mặt trời mọc để mà không có phạm vào cái tội lìa xa tâm y, bởi vì nếu mà lấy hừng đông biển đó, lấy mặt trời mọc mà lấy hừng đông biển thì mình ở trong đất liền sâu như vậy làm sao mà thấy hừng đông biển, mà nếu mà lấy hừng đông biển thì trời còn sớm quá, hoặc là họ vô app to của cái iPhone để họ đi tìm xem cái giờ mặt trời mọc hôm nay là mấy giờ, hỏi chúng tôi làm gì được không. Chúng tôi nói rằng là tại sao mấy sư tuân giữ giới mà mấy sư lại băn khoăn cái chuyện đó, tính toán chi cho mệt vậy, cứ y cứ vào trong chú giải đó. Thì hễ sáng ra mình ngồi ở chỗ nào mà nhìn lên trên bầu trời xuyên qua cành lá, mà chúng ta cái lá cây mà nó hiện ra chỗ sáng, chúng ta có thể phân biệt được đây là lá cây, đây là cành cây, chúng ta nhìn như vậy là được rồi. Hoặc là chúng ta ra ở ngoài đó, đi kinh hành tới lui, hãy chúng ta xòe bằng tay ra mà chúng ta thấy cái chỉ tay là được rồi, chứ còn gì phải có giờ giấc rồi phải nghe radio hoặc
về coi ở trong iPhone xem coi hôm nay mặt trời mọc lúc mấy giờ, rồi từ mấy giờ đó mới được xa lìa tâm y mà không có phạm tội của bất gì, chính là mệt vậy. Cho nên ở đây quý vị, Đức Phật Ngài chế định giới là cốt để cho chúng ta tu tập cho nó mát mẻ, để tránh khỏi cái tâm hối cốt của chấp, chứ không phải là Ngài định đặt cái giới cũng giống như là một cái nội quy hay là một cái hiến pháp mà để ràng buộc chúng ta. Nhắm nữa chúng ta sẽ học tới, chúng ta sẽ hiểu cái mục đích của sự chế giới là cái gì, mục đích của sự chế định giới là cái gì. Chút xíu thì chúng tôi sẽ nói cái phần đó. Bây giờ đến một cái ý nghĩa khác mà một vị giáo thọ đã giải thích. Cái chữ giới đó có thể lấy cái ý nghĩa gọi si quá, chữ si lá đó chúng ta lấy ý nghĩa là si quá độc trại, nghĩa là sự an toàn. Vì giới ngăn chặn ác nghiệp của thân khẩu, khiến cho người không có lo sợ bị hậu quả. Người mà sống sát sanh trận gốc vân vân, sau bị có hậu quả, đời sau sanh ra bị đau bệnh hay bị chết yểu, bị mất mát tài sản vân vân, thì vì khẩu bị mang ác nghiệp. Cái đó là chưa nói đến cái chuyện mà người mà tạo ác nghiệp cho thân cho khổ, sau khi từ bỏ thân người và chết sanh xuống địa ngục hoặc là quỷ hoặc súc sanh Atula. Bởi vậy cho nên giới là bảo vệ cho cái chúng sanh đó không có bị hậu quả đau khổ. Như vậy giới nó có nghĩa là an toàn, gọi là si quá, ta xài được cái nghĩa đó. Như vậy thì đây chúng tôi tóm tắt lại ở trong Thanh Tịnh Đạo thì chỉ lấy bốn nghĩa thôi để hiểu được cái giới. Bốn ý nghĩa đó đó chúng ta phải biết nè. Giới là cái đầu, là mạng sống của chúng sinh. Giới là cái đỉnh đầu, là cái chỗ cao nhất của phần hạnh của thiện pháp. Giới là cái sự mát mẻ, vì đặc tính của giới là phá tan cái sự hối hận, mặc cảm tội lỗi. Giới có nghĩa là sự an toàn, vì nó ngăn chặn ác nghiệp, không cho người đó bị cái hậu quả đó. Ý nghĩa cũng giống như cái phận sự của cái loại thuốc xuất sổ, ví dụ như sổ độc gan hay là sổ phong rồi chẳng hạn. Khi mà chúng ta ăn cái thức ăn đó hoặc thức uống đó, thì phận sự cái đặc tính của thuốc đó, cái chức năng là nó bài trừ những cái độc tố trong người ra. Cái sự thành tựu của giới là gì? Cái sự thành tựu của giới là sở hành trong sạch, sô chê dánh bất chấp bất khả năng. Khi mà giữ giới từ giới nhỏ cho đến giới lớn,
cái niềm tin, của cái trí tuệ, thì chẳng bao lâu người đó sẽ trở thành cái sở hành trong sạch, sẽ có được cái sở hành trong sạch. Và cái nhân tố của giữ giới đó, là có lòng tạm quý khi chưa có tập pháp và tất khả năng, tức là cái nhân thiết yếu để giúp cho người giữ giới là có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Đó là chúng ta nói về ý nghĩa của giới, tóm tắt là như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái vấn đề thứ hai là phân loại giới. Sì lá quy tắc, sì lá quy tắc giới ở trong kinh cũng như ở trong luật, Đức Phật đã nêu ra nhiều trường hợp. Giới một thứ, giới hai thứ, giới ba thứ, giới bốn thứ, giới năm thứ. Nói năm cũng được, mà nói bốn cũng được, mà nói ba cũng được, mà nói hai loại cũng được, mà nói một loại cũng được. Giới một thứ e cui thân là giới thúc liễm tự thân. Tất cả những bốn luật ghi đều chỉ là cái đặc tính thúc liễm thân tâm, nên gọi là giới một thứ. Cho nên khi mình nói đến giới mà một thứ thì chúng ta nói là cái sự thúc liễm thân tâm như vậy thôi. Còn khi nói đến giới hai thứ đúng với thân thì giới này được trình bày bảy nhóm. Giới hai thứ được trình bày bảy nhóm. Một, hai thế giới là giới hành Charitta, Charitta si lăng, giới tránh gọi là Charitta si lăng. Giới hành có nghĩa là điều mà Đức Phật đã cho phép làm. Thí dụ như ở trong luật Đức Phật là chỗ nào mà nói là Anuccha na mi phikkhave, này các tỳ kheo, ta cho phép làm này làm kia vân vân, thì tất cả những điều đó được gọi là giới hành. Còn cái giới tránh là gì? Là điều mà Đức Phật ngài đã ban hành, ngài đã định chế định ra để mà ngăn cấm không cho làm, gọi là giới hành và giới tránh. Nói hai thứ là gì đó? Một người là đối với các vị xuất gia, khi mà học luật, hành luật là vì đó phải biết cái giới nào mà Đức Phật cho phép để làm, còn cái giới, còn điều nào mà Đức Phật ngài chế định đưa ra để ngăn cản không cho làm. Vị nào phạm tội, vị nào làm thì phạm tội như thế này thì bị gọi là giới trách. Thứ hai là hai thế giới khác. Hai thế giới khác là giới thắng hạnh Abhismacara Rikasilam và giới sơ phạm hạnh Adipramcharya Silam. Giới thắng hạnh đó là những điều cư xử cao đẹp, thí dụ như Đức Phật ngài cho phép ngài đưa ra 14 cái kinh Chồng Bồ Tát là phận sự của
của vị tỳ kheo khi ở chùa có khách tăng đến mình phải đối đãi như thế nào, hoặc là nếu mình là vị khách tăng mình đi đến chùa mình phải có cung cách như thế nào. Hay là phận sự của vị thầy đối học trò như thế nào, học trò đối thầy như thế nào. Tất cả những điều mà Đức Phật Ngài đưa lên đó, cái chữ Bát Tát đó gọi là giới, là hành cho cao đẹp. Còn cái giới sơ phẩm hạnh đó là những điều phải hành trước tiên khi khởi sự tu tập. Những cái giới nào mà trước khởi sự tu tập phải hành trước tiên thì cái đó gọi là giới sơ phẩm hạnh. Như trong trung mục kinh Đức Phật Ngài dạy rằng bất bề quá khô và nát sát ca lì gia ca giác cầm măng và chi cầm măng a à, chi a à, chi vô xúc và xúc thô hô tì tí. Trước tiên thân nghiệp, khẩu nghiệp và sự nuôi mạng của mẹ phải được thanh tịnh. Thì như vậy là cái gọi là cái giới sơ phẩm hạnh. Một ý nghĩa khác, giới thân hạnh là những điều giới của đà nó của đà cá trong giới hỗn, giới nhỏ thôi, giới nhỏ nhặt. Thí dụ như cái chuyện ăn uống, ăn cho nghiêm trang, mặc y cho nó tề chỉnh, hoặc là đi ở trong xóm nhà, xóm làng thì không có chạy nhảy, ngồi ở trong nhà không có nhìn tới nhìn lui trong quan sát nhà của cư sĩ, hoặc là ăn cơm không có nhai nó kêu thành tiếng, không ăn canh không có húp thành tiếng, hoặc là không có vừa ăn vừa nói chuyện vân vân. Tất cả những cái thấy nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà nó lại đưa đến một cho một vị tỳ kheo trở thành tăng tướng đẹp. Cái đó gọi là giới thân hạnh. Còn cái giới sơ phẩm hạnh đó, thì ở đây được giải thích một cách khác là những đại giới trong giới buộc, như là bốn cái giới paricca, giới triển khai, hay là 13 cái giới sankhiti xây xác, 13 cái giới tâm tàng vân vân, và giới sơ phẩm hạnh. Một ý nghĩa khác nữa, giới thân hạnh là những giới luật thuộc về bộ đại phẩm và tiểu phẩm trong luật tạng. Cái này thì nó hơi chi tiết hơn, quý vị nói ra thì chúng ta khó, bởi vì Phật tử chúng ta không có cái cơ hội để mà chúng ta nghiên cứu về năm bộ luật trong luật tạng. Nhưng mà dạy thì phải nói qua để cho chúng ta biết. Còn cái giới sơ phẩm hạnh là những giới luật thuộc hai bộ, phân tích giới tỳ kheo và phân tích giới tỳ kheo ni trong luật tạng, là nó thuộc về hai cái bộ luật đầu tiên, thích của y phần gác, thích của liên viên của y phần gác. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Ngài Bồ Tát Vô Sát Ngài trình bày, Ngài giải thích cho chúng ta rất là rõ. Khi mà chúng ta không có dịp để mà chúng ta xem hết ở trong tâm tạng kinh điển thì chúng ta cứ đọc qua cái bộ Thanh Tịnh Đạo, không xem hết cái bộ luật tâm tạng luật ấy, thì chúng ta cứ xem Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta sẽ rõ cái ý nghĩa đó, nắm bắt khái quát như thế. Rồi bây giờ đến thứ ba đó, hai loại giới thứ ba khác nữa là giới kiên, quyết rồi tí si lăng, và giới không kiên, quyết rồi tí si lăng.
Ngài giải thích rằng giới kiên là giới của người còn phiền não cố gắng chừa bỏ điều ác như là kiên tránh sát sanh vô minh. Chúng ta là người phàm phu, nếu mà không có thọ giới, không có nghiêm trì giới thì thân chúng ta bắt đầu nó hư hỏng, làm ác, khẩu nói lời ác. Cho nên là chúng ta phải thọ trì giới để chúng ta tắc ý giữ. Còn cái giới không kiên là giới của người đã sạch phiền não, đã đoạn trừ ác pháp. Các ngài không cần phải cố gắng kiên tránh điều ác nữa, như là các bậc thánh thì chẳng hạn, nhất là vị A-la-hán thì ngài không cần phải giữ giới nữa. Cũng giống như là khi mà chúng ta bị bệnh đó, bây giờ chúng ta bị bệnh trong người nó khó chịu quá, bây giờ chúng ta phải uống thuốc. Hãy ngày nào mà có uống thuốc á, thì cái bệnh nó không có hoành hành, nó tạm yên. Cho nên chúng ta cứ phải uống thuốc hoài, uống thuốc hoài vậy. Mà khi chúng ta uống thuốc vô, cái thân thể chúng ta bữa đó nó khỏe, nếu mà có ai hỏi mình ai vui không, mình à, khỏe không, mình nói mình khỏe. Mình nói như vậy nhưng mà sự thật thì mình chưa được khỏe đâu. Chừng nào mà anh không uống thuốc nữa mà anh vẫn từ rối, vẫn không có bị cảm thọ khổ đó, thì cái đó mới thật sự là khỏe. Còn bây giờ mà anh sống nhờ thuốc thì như vậy chưa gọi là khỏe. Cái đó chúng ta giới kiên. Còn như đối với A-la-hán và ít ra cũng là bậc hữu học tu được quần cứ đại hàm A-na-hàm, thì vì các vị đó là đã diệt được phiền não, nhất là thân kiến và nghi với pháp thủ dụ ái và sân, thì vị đó đoạn trừ các ác pháp, không phải cố gắng tìm tránh. Bởi vì vị tu được quần, thưa quý vị, dầu thấp nhất là vị tu được quần, nói rằng ngài cũng còn chút ít phiền não, mà cái phiền não của ngài nó không đủ sức để mà dẫn đến tái sanh cõi địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh đâu. Hãy đắc quả tu đồ quần rồi, dự trường thân kiến và nghi với pháp thủ rồi là đoạn tuyệt tuyệt chủng tử tái sanh rồi cổ cảnh. Cái đó mới bảo đảm gọi là cái vị mà thành tựu giới, viên mãn giới. Còn như phàm phu chúng ta bình, những năm đầu chúng ta giữ giới như thế này tốt đẹp, nhưng mà sau này chúng ta lại dễ vui, chúng ta rơi vào cái ác pháp, thì chúng ta vẫn sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh ở tu la như thường. Cho nên cái giới kiên của chúng ta giống như là giới bị bệnh mà chúng ta phải uống thuốc vậy. Còn giới không kiên tức là cái cơ thể rồi, tim gan phổi thận bao tử nó đã mạnh rồi đó, lúc giờ không cần phải uống thuốc nữa nhưng vẫn khỏe. Đó là chúng ta nói về bây giờ như thế này. Hôm nay chúng tôi tính là chúng tôi chỉ giảng một ít thôi để sinh hoạt lại cho có sinh khí trong lớp học. Bây giờ chỉ còn có 10 phút nữa thì tới giờ phải đi vào cái room của Thầy Thầm Mát. Chúng tôi cũng mệt cho nên chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Các Phật tử chúng ta hoan hỷ nghỉ sớm 10 phút. Chúng tôi có thì hôm nay giờ rồi đâu không có bỏ được trở lại rồi, nhưng mà bây giờ làm sao nhớ giùm là từ sau chúng ta cũng học thanh tịnh đạo, cái phân loại giới, phân loại giới hai thứ, phân loại giới hai thứ. Và chúng ta đã phân loại giới hai thứ ba nhóm, tuần sau chúng ta sẽ học cái nhóm hai thứ giới thứ tư.
từ năm thứ sáu thứ bảy, năm sáu bảy. Vì sao chúng ta học năm sáu bảy hai thế giới? Bây giờ xin thỉnh thượng tọa Minh Hạnh và hỷ để chúc phúc Phật pháp rùm, để rồi chúng ta chuẩn bị qua rùm pháp của kinh rùm của Tát Thầm Mạc lớp Phật pháp, kính chúc chư công đức an vui an lạc và chúc Phật tử chúng ta được tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Bhagavato sabbamangalang rakkhantu sabbe devata buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabbamangalang rakkhantu sabbe devata sabbadhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabbamangalang sabbe devata sabbasanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả anh phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức